Con sâu làm sâu nấu canh. Hết thân luôn anh em ơi, anh em con sâu nó nằm ở trên cái lá rau muống mà ông Năm ông đem vô coi Chút xíu nữa là lát nữa ông tự hào ông gói. kìa. ATV ẩm thực vùng quê xin thân chào cả nhà. Hôm nay ATV ẩm thực vùng quê lại cùng với chú Tám lại đến cái ngôi trại của chú Năm Thia để cùng chú Tám đi đặt gặp chuột các bạn. Hôm nay có thêm một thành viên nữa là anh tên gì? Chỉnh Có thành viên nữa là anh Trịnh. Anh Trịnh là nuôi trâu anh nhà anh cha anh giữ giữ trâu thả trâu ở trên cánh đồng của mình, hiện giờ đã ra cắt hết rồi bà ơi. anh chủ trang trại trăn trâu. Trời ơi, cho bà ơi, còn đây nữa là gương mặt thân quen của chú Tâm Đông. Cộng thêm nữa là chú Năm Thi đã có xuất hiện trên clip của mình cũng vài clip đó bạn. Thì đến đây thì cũng tá túc ở trại của chú Năm Thi. Hôm nay chắc cũng có tổ chức ở ở trại chú Năm Thia về mấy món ăn về chuột nữa bạn ơi. Hiện giờ ngoài trời đang mưa lâm râm bạn ơi. Ở phía sau mình là cánh đồng lúa đã cắt hết rồi. Cứ mỗi năm một lần, rồi cứ đến hạn lại lên, mà mỗi khi cắt lúa vụ hè thu xong thì chú cháu mình đi đặt gặp chuột. Hôm nay thì chỉ có chú cháu mình thôi. Mời bạn cùng với theo chân chú Tám để xem cách chú Tám đặt rập chuột ở trên cánh đồng ruộng của mình vào mùa lúa cắt các bạn. Rồi, chào cả nhà luôn. Đây, chú Tám đang chuẩn bị mấy cái rập để đặt theo cái bờ mương nè. Mặc dù mưa nhưng mà chú cháu vẫn đi hướng dẫn các bạn cách đặt rập trên đồng ruộng của quê mình. Chuột lớn thì mình thấy đặt cái đường gì đâu, đường trong bờ mẫu á, nó chạy thẳng ra luôn, nó thẳng như vậy nè, cái đường chuột thẳng, đường thẳng là mới có chuột lớn. Còn cái đường mà nó quanh co ở trong là nó chạy vòng chữ O đó là cái bầy lứa còn quá nhỏ. Nhưng là khi mình nhìn cái đường là mình biết được cái đường nào là chùa đường chuột chuột lứa, đường nào là đường chuột lớn đi hả chú Tám? Biết chưa? Lứa lớn thì nó đi ra xa lắm, xa ngoài đó có khoảng 3-4 thước, 4 thước vậy đó. Mới tẻ ra là cái bầy lứa lớn, còn lứa nó còn nhỏ quá là nó chạy ra ngoài vậy nè, trong mé ra chút xíu vậy nè là nó có đường vòng cho đó, là đó bầy lứa nó còn nhỏ lắm. Vừa rồi chú Tám cũng chia sẻ cho bạn biết được cái cách đặt rập như thế nào để mà phân biệt được cái đường của chuột lớn đi và đường của chuột con nó đi. Đứa lớn đứa nhỏ. Thì đến đây thì hy vọng các bạn cũng đã nắm được một phần nào về cách đặt rập chuột ở trên cái cành đồng ruộng của mình. Mình nhớ kỹ các bạn ơi, đặt rập là đừng có lo lắng gì hết trơn, đừng có sợ là chuột chạy ra chạy vô chứ. Cứ xây miệng ra hoài bắt con chuột nó đi về đi, cho nó ra thoải mái. Yêu cầu mình gặp có cái đường mà thẳng chừng nào thì cái đó là chuột tốt nấy, chuột bự à, như thế này nè, cứ đút đít vô trong bờ, cứ cho chuột nó đi ra nó ăn đi, nó về nó chạy tốc độ lẹ nó mới dính, nó đi ra nó đi từ từ luôn. Thì vừa rồi thì chú Tám cũng đã hướng dẫn cặn kẽ cái cách mà đặt rập chuột không mồi á, đặt rập chuột không cần mồi các bạn. Cho những bạn mà đam mê về bẫy chuột, cho quý vị khán giả biết được cái cách đặt rập chuột không cần mồi là như thế nào. Mình cứ xây miệng ra hoài hết thì cái đó bảo đảm là chắc ăn 100%. Còn xe vô thì nó cũng vẫn chạy, mà nhưng nó chạy một giác một, chạy giấc chiều à, giấc sáng giấc kia nó không chạy. Bầy chuột lớn dễ biết đó, nó đi là đường này đường thẳng bao rồi. Đây chúng ta mong vừa thấy được một cái đường thẳng gì nè, cái đường thẳng là các bạn cứ đặt rồi không bây giờ bị sai lầm chuột chuột nhỏ các bạn. Đây cái đường thẳng là chúng ta mới lựa chọn được, nó chạy một mạch một thẳng ra tới ruộng luôn. Rồi mình hết gặp các bạn ơi.
Thì đến đây thì số rập của chú Tám cũng đã hết rồi. Thì video buổi chiều đi đặt rập chuột cùng với chú Tám hôm nay cũng tạm ngưng đây bạn ơi, để tới cái lúc khoảng 7 giờ đó rồi mình cùng với chú Tám đi thăm. Rồi lúc đó sẽ cho các bạn xem tiếp nữa. Rồi giờ thì tạm ngưng các bạn ơi, trời cũng đang mưa quá, chú cháu cũng đi về chạy. Rồi giờ chú Tám ơi. Chào cả nhà luôn. Đây là bông điên điển nè các bạn. Quê mình mỗi khi mà có bông điên điển nở là báo hiệu mùa nước nổi sắp đến đó các bạn. Đây bộ điên điển này bông vàng rực luôn. Cái nước trên ruộng bị đấm mấy đấm mưa cái trắng xóa gì nè bạn. Đây có đường nước nó chảy lên đây. Đây có mấy con cá luôn. Có mấy con cá sặc đang lóc lên. Nhiều quá mà. Cá nó bắt nước mát ở dưới mương này nè, nó lên. À, xin giới thiệu với các bạn, đây là anh Hào, anh Hào Bao á. Hôm nay anh cũng trở lại đây đi đặt lập chuột nữa. Chú Tám không chuẩn bị hút điếu thuốc rồi, bắt đầu hai chú cháu bắt đầu đi thăm theo cái rập, theo con rập này nè, dài vô thuốc tận trong kia luôn. Rồi chỉ là chuẩn bị tiến hành nha chú Tám ơi. Rồi chào cả nhà luôn. Chuột buồn tẻ gì đi cái đèn này quá buồn không à, tắt bớt quá, tắt đi giờ quá buồn không, tắt đèn này lên, tắt đèn này lên luôn, dính mới chạy vô, mới chạy con chuột lớn, wow, ôi bự. Mới chạy vô luôn. Mới chạy mình nghe một cái bọc luôn hay ta. Ừ. Dính đây gì ta? Dính luôn. Em nở. Chuột ú ú à. Chuột cái này ú cái này kìa. Thấy không? Chuột cái này ú. Mới khởi động được ba con rồi đó các bạn ơi. Dính à. Rồi kẹt đầu luôn rồi. Con này ngấm à. Ú hết thôi ú luôn. Ú để trên này nè. Để dưới nó dậm rác về mì mèo luôn. Dập mỡ luôn. Dập mỡ. Trời, dính con rắn máu. Ôi, ô, dính rắn máu luôn. Ú quá ú à. Quá im. Không có nướng. Nè, nào vô nó cạp rồi nha. Dứt nè. Dứt một cái là la làng. Ngoái cục chuột này cái bằng đổ không nổi luôn á. Trời hết thằng con chuột cứng ngắt cái gặp luôn rồi. Nè. Ôi, quay hết được luôn rồi. Hết thân con chuột luôn. Con chuột giấy giờ mới giấy. Giấy bự hơn cái đầu. Trời ơi, có kìa. Mang cái chứng giấy bự hơn cái đầu. Mang chứng giấy đi không nổi. Vô cái gặp mà quay mà nó chặt. Không được luôn. Được mà nhưng nó bị bá cái chân giấy. Bá chân giấy quay không nổi. Được rồi chú Tâm.
vừa nó đá rồi. Ui, ui, giữa đường luôn rồi. Lứa. Đây chuột mình lột cân bao nhiêu chú đó? 60. Bạn hàng tới nhà cân luôn. Tới nhà cân. 60 mà những như là chuột xô á. Yeah. Lớn nhỏ. Lứa tốt nha. Nó hay vậy? Ừ. Như lứa gì là bạn hàng cân chân nè. Bên tay dính con nữa nè. Đâu. Lứa này hơi nhỏ ha. Bượng điện nó bông dữ lắm. Bướm nó bay nè, bướm nó bay cũng như tuyết rơi vậy. Thôi kìa bạn, ôi túa luôn. Thép à, bị đèn mình nè. Đồng mình lúa cắt hết, nó gom gì ba cỏ nè. Quá thế à. Nước mưa. Bên này á. Đó, dính đó. Bự ra, bự ra. Bự. Kết bà nai luôn. Con chuột giấy. Giấy quá bự. Ba con là gì là tao thằng nhậu xỉn. Trời ơi con ếch. Dính ếch. Con quạt. Thôi tạm ngưng đây đi, còn cái vụ thăm đó cũng thẳng thăm sau. Ừ. Còn có nhiêu gặp mày gần đây. Rồi bắt chuột của tám ơi. Trắng chết luôn. Ây da. Rồi, nữa. Mới thò tay vô là bay lại út liền. Lẹ thiệt. Bắt chuột. Con ngấn máu. Hai con mà không biết con kia nằm đâu rồi. Con gì? Rắn máu. Rắn máu. Con muối là con gì? Nè. À. Béo lắm. Con này có ăn gì? Béo máu này. Ăn nè. Thôi nó béo lắm, xuất khẩu á. Ây da, trời ngớ là tén. Chuột nó sung. Nướng bọng là nhỏ nhỏ nướng nó ngon. Con bự. Mày lát cắn chết chân. Ây da. Ơ con chuột này. Hay quấy. Con chuột bự ấy, nó cắn ấy. Chuột nhỏ á. Nó chết rồi. Béo dữ lắm. Con này ngon lắm. Tiêu yêu là con thần lần. Đúng không? Đó, nó là cái tên pháp dụng của nó là con rắn máu. Đây anh Út đang chuẩn bị nhóm cái bếp lửa lên. Thì cái bàn tay của chú Tám là lột chuột là phải nói là rất là khéo luôn á các bạn. Lặn con chuột phải nói là tuyệt vời luôn. Đó. Bạn thấy qua tay không? Lặn con chuột nè. Đó. Lặn lấy mỡ lấy da là luôn á. Quá tuyệt vời. Dạ. Yeah. Khéo là khéo ở chỗ mà lạnh cái lưng nó lên á. Lột con chuột không dài. Không dài, chuột quay.
Có nhiều anh nào? Ở 4-5 kg à. Ồ vậy cũng bằng 8 rồi. Bự lắm. Đấy. Ôi hết thân con chuột luôn. Ôi ok. Quá ngon. Vậy mà bao gọc phải lên chảy đặt cái gì mà chảy. Ôi cỡ gì nè. Mọi trắng phao luôn. Con chuột đó bây giờ thảy xuống nước là nó nổi luôn chứ ta. Ăn từ từ là lấy hết sạch. Không đứt vậy. Cái này cho em mình ăn chuột bự cho phải biết thôi. Gà như thịt gà. Nãy mình cũng đừng con hay con vậy dạ. Gà đừng có được có đừng con một. Mà gặp cái giới nó bự quá nó quay qua không nổ nó mất gạt cái gặp lại không thế nào. Trong đồng trong bãi chứ thật sự là công nghệ không mà bạn ơi, coi nè. Cái anh đèn thắp sáng này là nhờ cái pin năng lượng mặt trời này nè. Hơn gan tay. Đây xem qua tay của chú Tám, lột chuột lớn. Chuột cơm mà bự gì đó. À, anh Đông anh là làm cái nghề chuột này bao nhiêu năm rồi anh Đông? Mà cái tay anh lột chuột như vậy anh chỉ bí quyết cho cái cách lột chuột anh Đông. Đây nè. À vậy đó hả? Đầu tiên ha. À rồi. Đây. Hay đúng rồi. Hay. Lớp da giấy nè. Đúng là cái gì cũng có nghề chứ ha anh. Rồi, cứ nè. Lặn cái tay cho chỗ qua lớp da giấy luôn ha. À nè, cái nè. Cái ngày này anh lột chuột bao nhiêu năm rồi anh? Mười mấy năm à. Vậy đó hả? Công nhận cái tay này nhuyễn nhừ luôn. Đó. Chuột lớn là mình phải từ từ mình khổ vô cùng ha. Cực lắm. Rồi đó, yêu cầu gì là bắt đầu mình cái nè, tóm hai cái giỏ rồi thấy dễ lắm. Hai giỏ nè, tóm hai cái giỏ rồi. Là bắt đầu mình đun nó lên, là tự nó lộn lên nè. Hay công nhận. Không? Không có gạch, con chuột là không có dời. Đó. Trời quay. Trắng từ luôn ha. Đúng là mười mấy năm tay nghề con chuột lột bây giờ mình thích cưng luôn, cũng quay. Chú Năm có mua nước dừa, có ấy nước dừa vô kìa. Cái đây mà muốn ấy thì... Kìa nước dừa. Ừ. Kìa mấy con chuột bự nè. Ăn thịt khỏi nó ngon. Người ta phải tính liền. Nãy giờ là được ám nước rồi đó. Lên lấy nước sạch rửa lại. Rồi. Rồi. Chuột này là gọi là chuột bọng nha các bạn. Chuột nướng với bọng mà. Nó còn nhỏ lắm. Gấp qua đi hay gì? Trời lắm rồi. Wow, cái củ khoai kiển. Bây giờ mình mới phát hiện ra luôn. Củ khoai này chú Năm không đem vào trong cái chậu không trồng. Quá lớn luôn. Củ khoai môn. Lúc ê, chú Tám đang chăm chút cái mẹ chuột. Mở nhiễu xèo xèo luôn. Đây tới cái khâu chuột khe nước dừa. Ít nước mắm. Con sâu làm sâu nấu canh. Hết thân luôn anh em ơi anh em. Con sâu nó nằm ở trên cái lá rau muống mà ông Năm ông đem vô coi kìa. Chút xíu đó là lát nữa ông Tư Hào ông gói. Ông gói vô ông nhài ngon luôn cái trời. Đây lát vô cái ông Năm ăn. Đây để cho ông đi. Ông Năm. Cậu muốn ngày nữa có thứ vị ngon. Để vô cho anh ông cái con sâm này là con sâm con sâu. Rồi cái mẹ chuột anh Hào cũng đã vừa chín luôn rồi bạn ơi. Bây giờ bắt đầu anh gấp da dẻ rồi. Rồi thấy ngon bắt mắt. Gà này mà chuột mà lột bớt vỏ cái đã
Cái đó là chuột hấp cơm bóp gỏi hả? Gỏi gầu gầu gầm với ngò đồ với châu ốp ngò ốp chưa cạn cạn đang làm. Cái dĩa màu của mày không đây, dĩa rau đó nghe. Dĩa rau rất là thịnh soạn luôn. Rau muống, mướp. Rồi rau rau của nào đâu? Đây nè. Rau đó. Nè. Trẻ chứ. Đây là rau sống. Qua để sống luôn đó. Còn này là rau đồng. Chú Năm đang chăm chút cái dĩa rau không? Đúng rồi, mình trang trí cho đẹp liền, bó rồi đứng lên cái xung quanh cái mình sắt mấy cái này để vòng vòng vậy ha. Không, camera quay mình ở trong đồng phải làm thì có bài bản có nửa con thì là vừa sắt luôn. Quá tuyệt vời. Mời khách tham quan là dùng buổi tiệc ẩm thực đồng quê. Hai gói bột gỏi. Gỏi dưa chua. Dưa chua, rau muống. Chưa muốn đấy, cảm ơn cho cảm ơn giảm nè, hết pin nè. Mời tập dùng một cái cục sạc hoặc bạn mua cái sạc và con có cục sạc nào mà sạc con cái điện thoại rồi không mà có cái cục đó nó sạc được tới hai cái thì có nó hai dây đây. Thì hôm nay các món hôm nay cũng có nhờ sự góp sức của chú Tám với anh Hào, rồi góp công của chú Năm. Bữa nay có anh Út con cháu nó đi đặt gặp chuột, cũng có cái đoàn quay phim ATV ẩm thực vùng quê đó cũng phóng sự, cũng có quay phim em mấy ông cũng về đây cảm ơn chứng minh đang nhậu rồi đang cho em cháu nó quay phim rồi kia nó gỡ lên trên mạng cho đẹp coi nó được hưởng cái gì đó. Hưởng tiền YouTube. À, rồi mấy ông cũng về đây ăn nhậu mấy quên mấy ông liệt sĩ cái dân. Rồi lấy cái đôi. Rồi mời các bạn dùng chung với ATV ẩm thực vùng quê buổi tiệc hôm nay luôn nha. Rồi, cùng với quý anh em nay dự buổi tiệc trong đồng với món chuột nướng chuột khè. Rồi vậy là ok. Rồi chú Tám rót cái ly rượu mời đi chú Tám ơi. Dạ mời. Mình cũng hay nhả nhau không à, thôi giờ hai anh em mình liền cái. Đây ánh đèn nó cũng hơi bị khiêm tốn. À, vụ thuốc này thuốc gì mà nó chua? Của chú Năm. Cà na hả? Chua quá chú Năm ơi. Chú Năm bằng cà na. Không, rượu pha đường không được. Còn nếu không lấy rượu kia. Rượu pha đường uống xỉn đó. Rồi thay mặt của chương trình ẩm thực ATV cũng mời anh em bà con dùng một đôi chút thật nhẹ nha. Rồi ai vui vẻ thì làm tới, còn ai không khỏe thì chui vô ngủ. Đây là buổi tiệc đi đêm khuya. Ừ. Để vô chén. Ôi. Đi. Đẩy vô chén luôn, quay đẩy vô chén đi. Trời ơi, vậy đó. Trời nó lọt vô cái. Răng mối ăn mát lắm. Nói chị xỉn á, vừa mở răng mối chị lông ben đồ hay lắm, với nứt kẻ giò kẻ tay rồi đó. Là... Rồi clip hôm nay đến đây cũng xin phép được tạm ngừng. Cảm ơn bạn đã xem video để ủng hộ mình. Xin chào, hẹn gặp lại ở video lần sau. Cảm ơn các bạn đã xem video nha. Rồi chào tạm biệt bạn. Tám ơi. Chào. Rồi. Công nhận cái món chuột nướng ngon ưa không? Con cắt dễ ăn. Cắp con bỏ vô chén đây. Rồi. Chuột nướng bọng. Chuột nướng với bọng. Ha. À, cái này à, ăn ngủ chắc ăn được. Bọng gì vậy? Rồi giả một cái gì. Dành từ cái này nướng hả? Thì tạo rượu nó nặng đấy đó từ từ.
Qua bắt à?